bông xin chào quý cô chú anh chị gần xa đã quay trở lại với em à, cả nhà ơi ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho chúng ta đây là một cái lô tiếng vua siêu nụ một cái dòng mai phải nói là nụ của nó đặc nghẹt hết trơn luôn cả nhà nhìn nè đó đây ha cây nào cây nấy nè nụ nè quá wow, trời nụ luôn nụ từ dưới chân cho đến tới đến đầu luôn mấy cây nhỏ nhỏ vậy mà nụ vậy nè cả nhà thấy khủng khiếp thiệt chứ trời đây nè cả nhà nhìn nè đó tết thì thôi thôi luôn khỏi phải chê nụ nó đeo đặc nhẹt như thế này nè cả nhà đó thì đây là những cái cây nhỏ em không có giao lưu tại vì do là hồi đợt rồi tưới giống như sót quá rồi cái nó bị sốc quá nó nó ra nụ nhiều quá cho nên là nụ nó bự quá rồi bây giờ em giao lưu là giao lưu hàng vip bên đây nè cả nhà đây cả nhà nhìn hàng vip bên đây nha đó bây giờ những cái nụ kim nó chi chít nó nhỏ như thế này nè về tết nay là nụ của nó vàng ôm luôn vàng tươi nhạt lúa luôn đó đây ha đây cả nhà nhìn nè từ ở dưới chân cho lên tới tinh ngọn nha chứ không phải ở, ở dưới chân nó có mà ngọn nó không có nha cả nhà đó luôn bây giờ luôn là bên đây nè bây giờ chúng ta có thể lấy bo được về lấy bo được tết này có thể tết mặt hoa luôn đây nè qua wow, trời nụ luôn đó cả nhà nhìn nè À, cái cơ bản cái cây này thì nó là như vậy chứ không phải là chúng ta xịt chúng ta sửa gì mà nó ra như vậy nha cả nhà có nhiều khi có người vô bình luận cái nghe hết hồn luôn à, cái này là kêu em xịt tao nụ trời ơi, em tạo sao mà ra được vậy hay dữ cả nhà em đâu có thể nào mà làm nó hay vậy tại vì nó giống mẹ nó thôi ví dụ như là mẹ nó là nụ ghê lắm nụ từ với đất vụ lên luôn thì nó cũng y chang vậy luôn ha rồi một trăm rưỡi một cây, hai cây bên em sẽ bao ship cho cả nhà nha. Rồi đi qua hàng bên đây. Bên đây em sẽ có cái dòng cúc thọ hương cái lô này đẹp dữ lắm đẹp cả nhà. Đế đồ ha, bấm cành nhánh rồi bấm hết trơn luôn rồi. Đó. Ngày hôm nay tri ân cứ năm cây là 300 chúng ta có thể chọn giống luôn, ngẫu nhiên luôn. Ví dụ như những cái giống trăm rưỡi như tiếng vua thì em mua hai tặng một. Còn những cái giống 100 ngàn này á cả nhà Ví dụ như chúng ta muốn mua 5 cây 5 loại giống Thì em vẫn tính cho chúng ta chỉ có 300 thôi đây, cúc thọ hương nha Hồ qua bên đây là hoa hồng thanh tú Cả nhà nhìn nè Cây đẹp ghê chưa Đó, già dạ hết rồi rồi, 5 cây là 300, 5 cây là 300, 5 cây 5 loại giống cũng 300 luôn Từ những loại trăm rưỡi nha cả nhà Ví dụ như bên đây có giảo nhung thơm nữa nè Lô giảo nhung thơm này cũng tuyệt vời nữa nè cả nhà Đây, đó rồi, ai thích loại nào thì cứ alo cho vườn mai của Chích chè bông nha Cả nhà nhìn cái vườn mai của em rồm bò gồm uh, 5 cái trung tâm phân năm cái uh, cơ sở như thế này cho nên là cả nhà cứ yên tâm về chất lượng giống bên vườn mai nhà em là bao chuẩn giống cho chúng ta luôn ha Rồi tất cả bao các cái mặt hàng bên vườn mai nhà em đều có trên dưới 50 loại nha cả nhà Đó hãy alo cho em nha